Con trai của Phó Tổng thống Hoa Kỳ bị trục xuất khỏi quân ngũ vì ma túy, tin từ Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin mới đây cho biết, con trai của Phó Tổng thống Joe Biden đã trục xuất khỏi hàng ngũ dự bị Hải quân Hoa Kỳ vào hồi tuần đầu năm nay sau khi bị kiểm tra và có kết quả dương tính với cocaine. Theo nguồn tin nói trên cho biết, Hunter Biden đã có kết quả dương tính với cocaine trong một cuộc kiểm tra ma túy vào tháng 6 năm 2013. Phát ngôn viên của Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, ông Brian Perry, hiện cũng đã xác nhận về sự việc, cho biết là Biden đã bị đuổi khỏi hàng ngũ dự bị vào hồi tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, mọi thông tin về sự việc này đều không được công bố chi tiết vì vi phạm luật riêng tư. Theo Perry cho biết, Biden đã được lựa chọn vào lực lượng dự bị vào năm 2012 và được phân công với một đơn vị quản lý công ở Norfolk, Virginia vào tháng 5 năm 2013. Hiện nay, đích thân Hunter Biden cũng đã lên tiếng xin lỗi và tỏ ra hối hận về sự việc này. Văn phòng của Phó Tổng thống Joe Biden đã điều hướng mọi sự truy vấn về cho luật sư của Hunter Biden. Một người con trai khác của Phó Tổng thống, đó là Tổng chưởng lý của Delaware, Beau Biden, đã từng phục vụ một năm tại Iraq trong vai trò là một đại úy của vệ binh quốc gia Delaware.